À, Phó Có Tướng chào cả nhà nha. Bữa nay Phó Có Tướng làm một video này rồi thì cũng có một cái chủ đề. Nhiều anh em cũng điện thoại cho Phó Có Tướng hỏi anh Tướng ơi, tại sao đôi tay anh dẻo như thế? Tại sao mà đôi tay anh đã tuyệt vời như vậy? Một ngày anh tập bao nhiêu tiếng? Vậy anh tập có kỹ năng gì? Anh có phương pháp nào mà để đào tạo cho em và chỉ cho em một cái quyền bí, cái bí kíp để làm sao mà em có đôi tay tuyệt vời như vậy? Thì mình cũng chia sẻ cho các bạn. Hàng ngày Phó Tướng cũng tập những cái kỹ năng luyện ngón cũng như các bạn ở trên mạng, mình sẽ tiết lộ trong cái ứng dụng đó. Thì trong ứng dụng đó mình dạy làm sao thì mình cũng tập giống hình như vậy thôi. Quan trọng là hiện nay là bạn trở thành 5 ngón tay mà nó nhuần nhuyễn rồi và ly tâm nó chuẩn rồi đó. Thì mình tập theo cái nhịp. Cái gì nó có nhịp nhàng các bạn. Nhịp nhàng thì nó không có gơ gớt nhịp được. Thì bạn tập luồn tuôn thì các bạn không biết được cái nhịp ở đâu. Mà quan trọng là có cái nhịp, cái khuôn đàng hoàng. Tại sao bạn khuôn này thì mình chỉ cho các bạn xem như bộ bài nó bình thường đây. Mình lẩu mà mẫu cho bạn xem. Bây giờ bộ bài mình cái gì nó có bốn nhịp hết trơn á, thấy không? Nè. 1 2 3 4 đúng không? Nè, 1 2 3 4 mình tập cho thiết là 1 2 3 4 nha. Cắt là 1 2 3 4, cắt là 4 khúc. 1 2 3 4 nha. 1 2 3 4. Thì động tác này mình từ nó quen thầy dùng tay này này lắc lắc lay. 1 nha, rồi lay 2. Các mình chia làm 3 4. Mình chia làm 1 nè, 2, 3, 4 nha. Nhanh lên nè, ok nha. Thấy lẹ không, ảo không? Đó, thì đó có 4 nhịp nha. Thì bây giờ 4 nhịp nó sẽ nguyên tắc nào? Bây giờ làm cái gì mà tính theo nhịp? Đây bộ bài nó bình thường đây nha. Mình làm mẫu cho bạn xem, bây giờ mình trải bài cho bạn xem cái nha. Trải bài nó cũng ảo đó các bạn nha. Trải bài nó cũng ảo nè, ảo nè. Đó, nó đẹp nha, nó chạy ra, tẹt tẹt ra, tẹt ra. Đó, chạy nó tẹt ra nè. Đó. Thì cái bài này cũng mình cũng chỉ cho các bạn, mình sẽ trải bài bằng quen bằng xả tới chăng lui. Bởi vì mình không phải là mình tiết lộ, mà bây giờ là các bạn muốn xem là bạn sẵn tới chăng lui bạn xem nha. Đó, mình trải bài vậy nè, trải nè, bài nó rất là đẹp đó. Thì bây giờ mình múa nè, 1 2 3 4 đó. Thì bây giờ thì sau này mình giỏi rồi đó thì mình cứ bó tướng gì cũng có cái nhịp hết trơn. Mình sắp ngay ngắn âm dương lại nha, mình bài ra nè, đúng không? Đó, rồi sắp lại, sắp ngay ngắn âm dương lại cái bài tay. Đó, rồi sắp ngay ngắn âm dương lại. Tay động tác mình sẽ lẹ lên. Đó. Thì sau này mình nhuyễn rồi đó, cái mình ngón trỏ từ ngón trỏ bỏ xuống lên thành nó quen đúng không? Bỏ trỏ xuống thành động. Mình lắc bài cái gì đó. 1 2 thấy không? 3 4 5 6 7 8 9 rồi 10. Mình thao là 10, 11, 10 nhịp là 10 là một động tác. Một động tác là một nhịp cũng như đây nè. 1 đúng không? 2, thấy không? 3, 4, 5, thấy không? Rồi 6, rồi 7, rồi 8, 9, rồi 10, ok. Đó, thì 10 động tác rồi, cái đầu mình luyện nè, mình luyện búng lá bài đây nè, thấy không? 1, búng lá bài nó bắt tiêu đúng rồi. 2, thấy không? 3, cuốn sắp ngắn nè, thấy không? 4, rồi sắp ngắn, 5, 6, mình là hai cái tay này hoạt động nè, thấy không? Rồi 7, thấy không? 8, 9, thấy không? 10. Rồi đó, 1, 2, 3, 4. Rồi như thằng 10 đây bỏ xuống, lắc lắc 10 bắt tiêu. Bỏ xuống chắc chồng lại lên, chắc chồng lại để thằng 10 để trở lại bình thường. Ok. Nha. Đó. Lắc này 7 bắt tiêu. Chắc chồng lên đây, trở lại 7 bình thường. Thằng già nó bắt tiêu đúng không? Và chồng lại, chắc chồng lên đây. Thì các bạn đâu thấy thằng già mà nằm trong tay như thế nào đâu, đúng không? Búng nó bài nó cắt lên. Đó. Bỏ từ mình bỏ cái chỗ xuống đây nè, mình có dạy rồi, ở trong cái app mình có dạy đó. Ai mà tải cái app lại, tải cái ứng dụng nó gì thì là mình có dạy miễn phí trong đó. Cái app là cái tên là gọi là dạy đánh bài nha, dạy ứng dụng mà mình đào tải cái app nó gì. Thì cái app mình đang chi tiết những cái bí kíp mình dạy cho chuẩn cho các bạn nha. Đó, thằng già này bốn người nó mất, già này mất tiêu đúng không? Và chắc chồng lên đây bỏ này xuống ôm thơ kê nha. Đó, rồi rồi bây giờ hiện nay á là mình làm mẫu cho bạn xem nha, tại sao mà lắc bài đúng nhịp. Thì cái tay khuôn này cũng vậy nữa, mình tập này không nè, 1 nha, rồi 2 3 làm sao nè, đếm 4 5 6 7 8 9 10 ok. Rồi mình lắc cũng vậy nữa, mình lắc cũng vậy nữa các bạn, 1 nè, thấy không, 2 3 làm sao đúng nhịp, 4 nha, 5 6 nha, 7 làm sao đúng nhịp nha, rồi 8 9 rồi đúng nhịp nha, mình khó cái nhịp nha, cái tay nó cũng vậy đó nè, 1 đúng không. Rồi cái này thì hai nhịp nó cũng là 2 rồi 3 4 rồi 5 mình sao làm sao đúng nhịp, 6 rồi 7 8
rồi 9 nha, rồi 10 nha. Đó, cái động tác này hơi khó, chúng em lắc ra nè. Động tác này hơi khó, chúng mình bật này lên, mình rớt này xuống, bỏ xuống, mình rớt xuống, mà nó chuyện bình thường nha. Rồi bây giờ mình cảm thấy nhịp vàng, mình sắp đây nhắn là gì nè, sắp đây nhắn là điểm một nhịp rồi đó nha. 1 nha, rồi 2, sắp đây nhắn nha. 3, chậm thôi nha, rồi 4, rồi 5 thôi nha. Chậm thôi, bắt đầu chậm thôi. Rồi 6 nha, rồi 7, rồi 8 nha, rồi 9 nha, rồi 10 cái này sẽ thành nha. Ok nha, ok. Đó, giờ mình trẻ bài cũng vậy đó, mình trẻ bài cũng nè. Mình như vậy nha, 1, rồi sắp ngay ngắn, 2, rồi 3 nha, rồi làm sao mà đúng nhịp nhau, rồi 4 nha, sắp ngay ngắn nhanh lẹ lên, cái từ cái từ sắp ngay ngắn này quan trọng là cái động tác hai ngón này nè. Đó, rồi 6 nha, rồi 7, rồi 8 nha, rồi 9 nha, làm sao mà luyện cho ta nhanh lẹ lên, hoạt động lên. Rồi 10 động tác, 10 nha. Đó, thấy không? Thì tại sao mình luyện ngón từ ngón trỏ này nó logic logic nó nhanh như nhau rồi, thấy không? Bộ bài này cũng vậy đó, mình búng nó bài này kéo nó bài lên sẽ búng lên, đó. Búng lên bài nào không? Cũng điếm điếm nè. Nè, 1 nè, thấy không? 2 nè, thấy không? Rồi 3 nè, thấy không? 4 nè, thấy không? Rồi nhớ là 5 rồi làm sao đúng làm sao? 6 nè, thấy không? 7 nha. 8 9 nha. Rồi làm sao rồi? Cái nhịp này đúng cái nhịp nhau, 10 nha. Rồi mình trải ra bài ra mình lượt. Nếu các bạn thấy cái video này rất là bổ ích, xem đây là một nghệ thuật, thì các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh và nhấn bấm chuông để theo dõi những video mới nhất của mình. Số điện thoại của mình là 0942 090 079. Chào các bạn.